bài thứ hai. Nha chị em bài hát chỉ gặp cuộc tình. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta mang bao thương. Ta mới tìm về lại nơi chốn cũ. Em chúc giữ hương của cuộc tình xưa trong cuộc đời nào đầm vui thôi. Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên trong đầm buồn tình chia hai lối. Còn nhiều cao cũng chẳng để làm gì. Quyền xin giữ những gì vang là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Đơn lời nói từ khúc hát còn vang mãi. Tại sao yêu nhau không nên được quên nhau, để giờ đây hai ta phải phụ nhau. Mà sao không thể tha trái tim ta mang bao thương, ta mới tìm về lại nơi chốn cũ. Em chúc thương của cuộc tình xưa trong cuộc đời nào thầm đi luôn. Yêu lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên trong lần buồn tình chia hai lối. Còn nhiều cao không chẳng để làm gì. Và cũng là chấm dứt phần hát cho nhau nghe. Bởi vì kính thưa quý ông bà anh chị em, tức là theo đúng là 8 giờ chúng ta bắt đầu và là mở đầu cái chương trình mừng xuân Ất Mùi. Nhưng với vì là khách còn thưa thớt, nhưng mà bây giờ tôi đã thấy là khá đông đủ và khá nhiều người rồi. Và người chúng tôi muốn giới thiệu trong phần hát cho nhau nghe và là người ca sĩ cuối của phần hát cho nhau nghe, đó là cô Ngọc Dung. Xin mời Ngọc Dung lên sân khấu và xin quý vị cho một tràng pháo tay. Bản nhạc mang tựa đề là Ca Rồi Thì Sẽ Hiểu. Xin mời Ngọc Dung. Xin quý vị cho tràng pháo tay cô ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.